Chào thủ tướng không được. Bị lâu chưa? Chắc cũng phải 6 tháng rồi. Mày dưa lên tay có đau không? Đúng, nó thốn mà đây. Nó thốn đó đó. Giờ bây giờ nó lan qua cái cánh tay này. Rồi. Cái này này nó giống như cái độ rồi liệt vậy đó. Đây này. Đúng rồi. Rồi. Đụng nó đau à. Nhất bổ không có nổ luôn. Tôi chưa có vậy nè. Đụng mà nó đau. Bây giờ nó đỡ sưng rồi, nó bớt sưng rồi. Cái bữa hổm là nó sưng dữ lắm đi nó mới dám đi gặp cho thầy đó. Cái này 6 cửa địa ngục rồi, cửa này thứ 7 nè. Tôi sợ lắm nãy giờ. Mà phải đi. Đau kinh khủng, thế không thấy không? Không còn nhẹ qua này thấy chưa? Đỡ nhà làm gì gì? Không có làm gì thầy ơi. Con chân không gì đâu mà phải làm gì chứ. Mấy cái trường hợp là tăng ai xít đó. Bây giờ bắt đầu nhịn ăn nha. Nhịn lâu rồi, phải mới đây. Nhìn sao? Nhìn cái tài giống như đây hướng dẫn không? Thấy thầy là phải theo rồi. Phải mua vé về đây nè. Sợ lắm luôn mà phải gặp. Ở đâu? Ở Canada. Toronto đấy thầy. Toronto à? Rồi. Chuyện này về Toronto. Thôi, phải làm đi. Chịu sao ai. Anh gắt thế chưa? Lên vô gắt luôn nè. Rồi, làm gì bên đây? Đây là bên. Đúng rồi. Mềm. 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 Rồi. Tới đây rồi. Rồi. Đi chứng nhận bệnh viện rồi. Tao đi. Đợi thầy chút xíu. Không, mềm mềm có chút. Mềm có chút. Mềm có. Rồi. Rồi con dậy. Dậy. Ây, dậy thôi. Đấy rồi. Giờ bước xuống đây đi. Rồi giơ tay giơ chẳng về coi là sao rồi. Chào được thủ tướng rồi. Gặp thầy rồi hôm nay có chết cũng phải ở đây làm lại chút xong còn cái chốn nữa. Ngon à. Ồ, thì hơn chào thủ tướng và chào tổng thống này. Cả rồi mà nó còn cái dướng này nè. Nó hơi bị dương dướng ở đây. Nó hơi bị cứng cứng ở đây. Chưa 90 độ, giờ tới 170 độ rồi. Rồi, thôi được rồi, chúc mừng chị. Ngon rồi. Con làm đi. Duy vị. Duy vị. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài.
phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.